Theo ghi nhận, toàn bộ số hàng này được chia thành hai lô riêng biệt để gửi về Việt Nam và một tên hàng trên dẫn đơn chỉ ghi chung chung là General Cargo. Người gửi hàng trên dẫn đơn là hai công ty Nigeria và đứng tên nhận hàng trên dẫn đơn là hai công ty Việt Nam đều có trụ sở tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Kiểm tra nhanh, cơ quan hải quan phát hiện lô thứ nhất gồm 805 kg dễ TT và lô thứ hai là gần 200 kg ngà voi. Toàn bộ số ngà voi này đã được cắt khúc và sơ chế một phần. Hiện Cục Hải quan Hà Nội, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đang phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ xử lý số hàng cấm nhập khẩu, buôn bán và sử dụng tại Việt Nam và làm rõ danh tính có hay không việc công ty tại Việt Nam tiếp tay và từ chối nhận hàng khi bị phát giác.